Sau một tuần tham gia và chơi cái ứng dụng Go Gold thì mình đã kiếm được tổng thu nhập là 41 đô. Nếu mà các bạn quy ra tiền Việt thì sẽ rơi vào khoảng gần là 1 triệu. Và cái ứng dụng này hiện tại đang là rất uy tín và mọi người có thể tham gia kiếm miễn phí. Đối với những cái bạn mà không có khả năng tuyển rep được thì các bạn vẫn có thể kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Và nếu mà các bạn có khả năng tuyển rep thì mỗi rep khi mà đăng ký theo link của các bạn cộng khi mà điền mã rep thì các bạn sẽ nhận ngay được là 0.05 đô và khi mà bạn bè của các bạn chơi trong vòng 1 tuần, điểm danh liên tiếp thì các bạn sẽ nhận thêm được là 0.5 đô nữa và min rút từ cái ứng dụng này chỉ là 10 đô. Ở đây thì mọi người có thể xem đây là chính là lịch sử rút tiền của mình nhá à, Lúc đầu khi mà mình chơi ấy, thì cái min rút nó hôm đó nó có khuyến mãi nên min nó chỉ là 5 đô thôi Nên khi mà các bạn chơi thì nó cũng sẽ có những đợt khuyến mãi thế Ví dụ như là mọi người hôm đó chơi thì min nó chỉ là 5 đô, 7 đô, 8 đô, 9 đô Còn nếu mà bình thường thì min lần đầu tiên thì sẽ là 10 đô, lần thứ hai sẽ là 30 đô Và hôm nay thì mình đang rút là 30 đô và mình đang chờ về Thì các bạn muốn xem về cái lịch sử vé thì các bạn có thể update trên Facebook cũng như là kênh Telegram Telegram của mình nhá. Và khoảng một tuần trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cái kèo là chơi game kiếm tiền bê bao và cái kèo này hiện tại thì đang rất là ngon và hôm nay mình muốn review lại cho mọi người để mọi người biết được độ uy tín cũng như là à, những cái cách kiếm tiền ở trên cái ứng dụng này và một số lưu ý và bạn nào chưa chơi thì cái phần link đăng ký cộng video hướng dẫn thì mình sẽ để dưới phần mô tả để mọi người có thể kích vào và cùng tham gia kiếm tiền từ trên cái ứng dụng này nhá. và ngoài ra khi mà các bạn kiếm được tiền bê bao ở trên cái kèo này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua facebook của mình mình đang hỗ trợ thu mua đô PayPal cho mọi người nha Đối với những cái bạn mà không có cái tài khoản PayPal thì các bạn cứ tìm lên Facebook, à Youtube này Mọi người tìm là hướng dẫn tạo PayPal thì có rất rất là nhiều video hướng dẫn để cho mọi người tạo và mọi người không cần có thẻ ngân hàng vẫn có thể tạo PayPal bình thường và vẫn có thể kiếm PayPal và có thể bán đi được. Vâng, khi mà các bạn đã có tài khoản, các bạn nhập mã rep để có thể nhận được thưởng về Mail cũng như là cái tài khoản PayPal của mọi người để mọi người có thể uh, sẵn sàng có thể rút được tiền và lưu ý này, điền phải điền độ chính xác cực cao lên đến 100% nhá, đừng có 99% 1% sai là vẫn không rút được tiền từ cái ứng dụng này đâu. Và ở đây thì mình sẽ review cho mọi người những cách để mọi người có thể kiếm được tiền. Mọi người kích vào phần trang cá nhân, khi mà các bạn đăng ký thì nó sẽ có phần nhập mã rep này mọi người cũng có thể được cộng su uh, vdb ba Mail để mọi người có thể nhận được thêm tiền ngoài ra thì nó sẽ có cái phần su vàng của mọi người cái su vàng này sẽ có cái nhiệm vụ để cho mọi người hoàn thành những cái nhiệm vụ để mọi người chơi game và khi mà các bạn hoàn thành được các nhiệm vụ đó thì các bạn có thể nhận được đô cái phần kim cương này thì mình không rõ lắm. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn để ý cái phần trang chủ nó sẽ có phần mission. Mission đây chính là cái phần để mọi người có thể làm được cái nhiệm vụ. Mọi người sẽ để ý cái phần earth này là người mới này hoặc là người cũ đúng không? Ở đây thì đầu tiên đập vào mắt mọi người sẽ là cái phần uh, điểm danh hàng ngày để có thể nhận được tiền thưởng. Ngày đầu tiên thì sẽ nhận được 0.5 này, 0.5, 0.3, 0.5 và tùy nhá. Nói chung là mọi người sẽ nhận được đến là 2 đô khi mà mọi người tham gia điểm danh hàng ngày từ cái ứng dụng này Và đây chính là phần đô mà mọi người đang có này Còn đây chính là cái phần xu vàng hay người ta gọi là coi nhá Mọi người kéo xuống đây thì nó sẽ có các cái nhiệm vụ để cho mọi người xem này Ví dụ nhà um, nhiệm vụ xe này, xem video để mọi người nhận được 0.01 đô này Nhiệm vụ chơi 15 game nhận được 0.2 này nhiệm vụ chơi 8 game Nói chung là chơi cái phần game này thì mình thấy cực kìa đơn giản luôn á Nó chính là cái phần tựa game ở đây Thì mọi người có thể hiểu là đội A này đối với đội H đúng không Và các bạn nếu mà đây là, đây là đội A thắng này thì nó sẽ được là 1,42 chứng tỏ là đội A mạnh đúng không? Nếu mà hòa thì nó sẽ được nhân với tỷ lệ là 4,24 Và nếu mà thua này thì nó sẽ nhân với tỷ lệ là 5,59 Nói chung là cái tỷ lệ thuộc thuộc Nhưng nói chung là các bạn chơi cái này chẳng quan trọng là đội nào thắng đâu Và mình đang có một cái mẹo chơi này Đó, hai cho mày hai hết nha Nói chung là mình sẽ đặt cả ba cửa <laughs> Ở đây thì mình đặt theo kiểu là mình làm cho nhanh để mình hoàn thành các cái nhiệm vụ ấy Tại vì mình cũng khá là bận làm các cái kiểu này để cho vui thôi Nói chung là nó, nó sẽ cho mọi người Và mọi người chơi đủ 15 lần Thì mọi người sẽ được này Đó mọi người cứ nhận tiền thôi Nhận tiền nhận tiền nhận tiền Mọi người kích sang đây Cứ hoàn thành các cái nhiệm vụ nào Thì mọi người cũng có thể nhận được tiền ở đây nhá và ứng dụng này thì hiện tại mình đang thấy rất là ngon và khá là ok Khi mà các bạn muốn rút tiền đúng không? Mọi người chọn mission này, chọn vào phần đô này Ấn vào with the round này Ở đây mi rút đầu tiên thì mọi người chỉ rơi vào 5, 7, 8, 9 hoặc 10 à, nhưng hầu như là sẽ 10 đơn nha còn cái uh, ít hơn đó chính là cái chế độ khuyến mãi của nó uh, khi mà các bạn uh, rút lần thứ hai thì cái mi rút nó sẽ là 30 ở đây thì mình đã rút một lệnh 30 rồi này và mình đang trở về nhá rồi, còn đối với những cái bạn mà muốn tham gia tuyển rep để mọi người có thể kiếm được tiền thì mình có một lưu ý cho mọi người đó. Rep của các bạn đăng ký này, sau đó thì điền mã rep của các bạn thì rep thì các bạn sẽ nhận ngay, nhận ngay nhá là 0.05. Nhưng khi mà rep của các bạn tham gia điểm danh liên tiếp 7 ngày này, điểm danh liên tiếp 7 ngày, bạn bè của các bạn sẽ nhận được lên đến là 2 đô thì các bạn sẽ nhận được là 0.5 đô nhá. Nhưng mình các bạn có thể nhìn thấy là mình đang nhận được là 0.5 đô này. 0.5 đô thì rơi vào khoảng là hơn 10k. Nói chung là cái kèo này nếu mà các bạn uh, biết cách kiếm tiền thì nó cũng khá là ổn đối với những cái bạn mà không tuyển rep được. Thì cũng chơi khá là ok Nói chung là ít nhất cũng kiếm được khoảng 10S à, Đối với kinh tế khó khăn này Hay là học sinh sinh viên Thì 10S cũng có thể bán được khoảng 210.000 Khá là ngon nha Mình vẫn đang nhận thu mua cho mọi người nha và các bạn hiện tại đang có một thắc mắc là chị ơi tại sao chị ít làm video ở trên youtube quá hay là chị bỏ nghề rồi ờ, thật ra là không phải hiện tại thì mình đang chú trọng và mình đang uh, làm hoàn thiện cái kênh telegram của mình hơn và hầu như là mình đang xe kèo ở trên kênh telegram và có một lưu ý này hiện tại những cái kèo liên quan đến like xe tiktok facebook các kiểu đó thì những cái kèo đấy thì nó rất là nhanh nát nên mình không muốn làm you làm you thì khi mà các bạn mình làm lên thì các bạn chỉ chơi được một hôm thì hôm sau nó đã nát rồi nên các bạn hỏi mình xong rồi các bạn ít like các kiểu ý, thì hầu như là mình không thích à, ngoài ra là những cái kèo đấy thì hiện tại nó đang uh, kiểu nó đang bị nát rất là nhanh nó có thể sửa cam luôn nên hầu như là mình hay up trên telegram thì bạn nào mà chưa có telegram hoặc là các bạn chưa join hay là chưa theo dõi kênh của mình ý, thì uh, các bạn có thể theo dõi và cầm nhật kèo nhé hiện tại thì nó đang có kèo này này kiếm 32.000 Và hôm qua thì rất là nhiều bạn hôm nay nó đã về rồi Và mình thấy rất là ổn hiện tại Có những cái kèo mà tự nhiên tiền nó rơi vào đầu mà mình chẳng phải làm gì Thì nó rất là nhanh tàn nhá rồi ngoài ra thì các bạn bảo là khi mà em vào được kênh của chị rồi nhưng em lại không biết là có nhóm nào để hỗ trợ support không thì mọi người kích lên cái phần trang chủ trên này này thì ở đây mình có để cái phần mô tả toàn bộ thông tin của mình và lưu ý này các bạn đừng có inbox facebook à inbox telegram của mình nhá mình không rep đâu hãy inbox facebook ạ à, thì mình có để link facebook tất cả ở đây rồi mọi người sẽ kích vào phần nhóm chat này ở đây thì có toàn bộ admin đang hỗ trợ support cho các bạn và các admin cũng xe kèo nhá đó, các cái kèo ở trên này thì các admin cũng sẽ cập nhật cho mọi người. Thì uh, mọi người có thể tham gia và khi mà tham gia thì các bạn hãy uh, nếu mà muốn xe kèo thì hãy đọc nội quy của nhóm thì các bạn đấy cũng hay xe nội quy ấy thì các bạn không được spam link thôi. Nói chung là đi đến đâu thì đừng có mà spam link. Spam link thì ai cũng ghét đúng không? Rồi, mọi vấn đề thắc mắc hay không hiểu thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình nhá. Và cuối video thì mình sẽ quay random may mắn để chọn ra một bạn nhận giải thưởng 10k của mình. Chúng ta có tổng là 80 con mình nhá. thì mình sẽ tìm ra một bạn may mắn. Trời ơi, toàn các bạn đâu đâu á. Bạn này nhận vịt theo này. Ok thì mình đã trao thưởng thành công cho bạn nhá. Cảm ơn bạn.